Hello tất cả các bạn đang quay trở lại với Blockchain Gamer, lại là chuyên mục tay không bắt giặc kiếm tiền khi không có nhiều năng lượng. Rồi hôm nay thì chúng ta sẽ làm nhiệm vụ là tiền ít nhưng mà có đồ thơm để hít. Chúng ta sẽ đi kiếm những cái hạt giống miễn phí để chúng ta trồng. Và việc trồng trọt này thì nó cũng không tốn năng lượng nha các bạn nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm hạt giống của cây bronkin màu da cam nha các bạn nhé. Một ngày thì chúng ta sẽ được một lượng cái hạt giống bronkin nhất định. Thì đây mình đang đứng ở công viên nha các bạn nhé, đi lên phía bắc thì chúng ta sẽ đi tới cái vùng đất đó, chính là cái công viên này. Đi qua bên phía tay phải là không có đúng. Rồi, chúng ta sẽ lấy những cái hạt giống quả bronkin ở đây. Và mình đã nhặt được tổng cộng là 48 hạt giống orange bronkin. Thì sau khi mà nhặt xong thì chúng ta sẽ đi trồng nó. Chúng ta đi trồng ở bên phía đối diện. Rồi, ở đây có một mảnh đất là trồng free nha các bạn nha. Các bạn nhìn cái năng lượng của mình này, 321 này. Đó. Nhưng mà bây giờ mình trồng thì sẽ không tốn năng lượng nha các bạn nhé. 48 hạt giống này, giờ mình sẽ trồng. Đó, các bạn nhìn thấy không? Cái việc mình trồng cây này ở cái mảnh đất này là không tốn năng lượng. Thế nên là có rất là nhiều các bạn trẻ cũng vào đây để trồng cây, để kiếm tiền miễn phí. Đó. Free money cho everybody. Thì để xem được bao nhiêu tiền thì tí nữa chúng ta sau khi trồng xong cây chín thì chúng ta sẽ đem đi bán nhé, để xem là chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu tiền trong cái thương vụ miễn phí lần này. Ví dụ như trồng cái hạt hớt bít thì một lần chúng ta được khoảng 6.000 nha các bạn nhé. Mình đã có làm video hướng dẫn các bạn rồi. Rồi chúng ta trồng kín một cái ruộng luôn. Mà ruộng này thì nhiều người đứng quá nên nó rất là chật chội, và các bạn tưới cây thì cẩn thận là bị sót nhé. Tốt nhất là chúng ta tưới theo hàng dọc, chúng ta đi theo luôn đi. Các bạn nhớ nhé, là 2 tiếng thì chúng ta sẽ quay lại để cưa tưới nước một lần thứ hai cho cái cây crumkin này. Nếu không là nếu mà để đến tiếng thứ ba là nó sẽ bị chết nhé các bạn nhé. Rồi sau khi tưới nước xong thì chúng ta sẽ để đây, nó sẽ có thời gian sinh trưởng là 3 tiếng, và 2 tiếng sau thì chúng ta sẽ quay trở lại để tưới nước thêm một lần nữa nha các bạn nhé. A few moments later. Rồi các bạn thân mến, các bạn nhớ là sau 2 tiếng chúng ta gieo hạt xuống thì chúng ta phải vào chúng ta tưới nha các bạn nhé. Nếu không là nó sẽ bị chết đấy nha các bạn nhé. Đây. Rồi chúng ta sẽ tưới vào. Tưới vào thì chúng ta sẽ thấy là cái đất màu nó sẽ thẫm thẫm này nha các bạn nhé. Nếu bây giờ là 2 tiếng 15 phút. Đây. Sẽ thấy ở đây là hiện là 45 phút này. Và mình tưới vào thì đất nó sẽ màu nâu nâu hơn. Và các bạn nhớ là sau 2 tiếng thì chúng ta sẽ phải tưới nhé. Nếu không sau 45 phút nữa thì cây bí ngô của chúng ta sẽ chết nha các bạn nhé. Và chúng ta tưới thì phải cẩn thận, đừng để sót cây nào cả. Thường là mình tưới nhanh quá thì nó sẽ sót nha các bạn nhé. Đây. Rất là dễ sót. Nó không hiện lên là need water, thế nên là rất có thể là chúng ta tưới sẽ dễ bị sót nha các bạn nhé. Đấy, rồi ở đây cũng đông người cũng đứng nữa. Thế nên là cẩn thận, các bạn tưới phải tỉ mỉ nha các bạn nhé. Dĩ nhiên là chúng ta gieo hạt thì không tốn năng lượng nhưng mà chúng ta tưới thì cũng mất 0.5 năng lượng nha các bạn nhé. Vị trí là 48 cây này là mình sẽ tưới mất 48 năng lượng. Rồi. A few moments later. À, các bạn thân mến, sau khi mà quả crumkin chín thì chúng ta sẽ
tiến hành thu hoạch nhé. Và để xem là cái đống này 48 quả thì chúng ta đi lên chợ chúng ta sẽ bán được bao nhiêu tiền. Cái quả này thì ở trên cái trang thống kê sổ nó không có nói về lượng coin mà chúng ta sẽ lời khi mà trồng một quả nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm video này để chúng ta xem thử xem là đối với một năng lượng thì cái lợi suất của cái quả này nó sẽ là bao nhiêu nhé các bạn. Rồi, mình đã thu được 48 quả Orange Grumpkin rồi. Và hai lần tưới cùng với một lần thu hoạch thì chúng ta sẽ mất là 48 x 2 là 96 năng lượng nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại thành phố. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển đến cửa hàng. Chúng ta sẽ đi lên chợ VIP nhé. Tại vì ở cái chợ thường thì không có giao dịch quả Grumpkin. Lâu lâu thì nó có thể sử dụng để làm nhiệm vụ thôi. Chúng ta sẽ tìm tên quả Grumpkin. Và hiện tại giá đang là 144 đồng trên một quả nhé. Giờ mình sẽ bán toàn bộ cái đống này với giá là 144 đồng, rồi 143 đi, cho nó nhanh bán được. Rồi, thì chúng ta có thể tính sơ sơ là với 144 đồng tính theo giá của thị trường luôn, 144 nhân cho 48 là chúng ta sẽ được 6.900, cho nó là khoảng 7.000 đi, 7.000. Và chúng ta sẽ tốn 7.000 và số năng lượng để tốn để trồng được 48 quả là 96. Như vậy là một năng lượng sẽ kiếm được 72 đồng tiền vàng nha các bạn nhé. Thì tỷ lệ lợi suất như thế này thì khá là cao. Đây, so với lại cái profit trên e của các loại cây khác nhé, nó gấp từ 4 đến 5 lần so với lại các cái quả như Pop Berry, Butterberry. Quả Grumpkin này đắt nhất thì cũng chỉ là 22 đồng trên 1 e thôi. Nhưng mà cái quả đỏ này thì nó sẽ lời đến tận là 72 đồng trên 1 e nha các bạn. Vậy thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho tất cả các bạn cái cách để chúng ta có thể trồng cái quả Orange Grumpkin này mà hoàn toàn miễn phí và không tốn quá nhiều năng lượng để có thể kiếm được 7.000 đồng tiền vàng trong một khoảng thời gian rất ngắn. Thì các bạn hàng ngày chúng ta đều được trồng cái quả này miễn phí nên mọi người có thể trồng để gia tăng cái số tiền của bản thân mình nhé. Và bây giờ video xin được kết thúc tại đây. Nếu thấy video này hay thì các bạn hãy cho Blockchain Gamer một like, một subscribe để ủng hộ cho kênh nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.